cách nhận biết cơ thể bạn đang thiếu vitamin gì. Thứ nhất, thường xuyên thấy mệt mỏi, bạn bị thiếu vitamin B1, hãy bổ sung ngay các loại hạt rau bina, nấm mỡ, bắp cải và cá. Thứ hai, thường xuyên bị nhiệt miệng, lở miệng, bạn đang bị thiếu vitamin B6, hãy bổ sung ngay cá ngừ, cá hồi, cải bó xôi, cà rốt và chuối. Thứ ba, thường xuyên bị chảy máu chân răng, bạn bị thiếu vitamin C, hãy ăn cam, ớt chuông, đu đủ, dâu tây, nhiều một chút bạn nhé. Thứ tư, môi thường xuyên khô nứt, bạn đang bị thiếu vitamin B2, hãy ăn nhiều cá, rau xanh và các loại trái cây. Thứ năm, mắt thường xuyên bị khô và rát, bạn đang thiếu vitamin A, hãy ăn cà chua, cà rốt, ớt chuông, bí ngô và khoai lang nhiều hơn một chút bạn nhé. Vitamin nuôi dưỡng đội quân vệ sĩ để bảo vệ cho cơ thể bạn luôn được khỏe mạnh. Vậy nên đừng bao giờ để cho đội quân này bị thiếu hụt vitamin bạn nhé. Và hãy giúp Thuận chia sẻ đến nhiều người hơn để ai ai cũng được khỏe mạnh. Bích Thuận cùng gia đình bạn khỏe đẹp mỗi ngày.